Chiều ngày 29 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy VC04 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ trồng cần sa với hệ thống đèn LED chiếu sáng và hành vi tàn trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng cho việc sản xuất trái phép chất ma túy, với số lượng lên đến 663 dụng cụ đủ loại. Theo đó, phòng BC04 phối hợp với công an phường 9 thành phố Đà Lạt tiến hành đột kích một căn hộ trên đường Nguyễn Du, phường 9 Đà Lạt, phát hiện một vụ trồng cần sa quy mô lớn. Trong nhà vệ sinh của căn hộ này, lực lượng chức năng kiểm đếm có 12 chậu được dùng để trồng cần sa, trong đó 8 chậu có cây cần sa lớn, cao từ 50 đến 150 cm và 4 chậu cây cần sa còn nhỏ. Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh Tiến, 27 tuổi, ngụ phường An Lạc, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khai nhận đã mua 12 hạt cần sa ở thành phố Hồ Chí Minh về trồng hơn 2 tháng này, Còn hai hộp đựng hoa cần sa cất giấu trong phòng ngủ thì mua ở đường Bùi Viện, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến cho biết hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà vệ sinh có công dụng giúp cây cần sa phát triển nhanh. Trong phòng ngủ của Tiến và Trần Nhật Vi, 22 tuổi, Ngũ Bình Sơn, Quảng Ngãi, công an còn phát hiện 123 chiếc hộp rỗng bên ngoài có dán hình vẽ hoa cây cần sa, hai cần tiểu ly và hàng trăm dụng cụ để sử dụng ma túy. Vi khai đã mua các mặt hàng này về bán lại để kiếm lời. Tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, trong căn hộ còn có một người đàn ông quốc tịch Italia. Tiến khai người đàn ông này là bạn được tiến cho một ít cần sa để cùng sử dụng. Qua kiểm tra nhanh, Tiến và Vi đều dương tính với ma túy. Được biết, hệ thống đèn các đối tượng sử dụng là đèn LED, bảy màu chiếu sáng, kích thích sự tăng trưởng của cây. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.